Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do ảnh hưởng nghiêm trọng của cơn mưa kéo dài và cơn bão số 2 từ ngày 15 tháng 7 đến 28 tháng 7. Tình huống khẩn cấp này được đưa ra nhằm ứng phó với hư hỏng trên đoạn đường tỉnh 435 từ km 27+700 đến km 28+500 nơi đã bị sạt trượt nghiêm trọng. Cụ thể lúc 9 giờ ngày 24 tháng 7 tại km 27+750 đường tỉnh 435 đã xuất hiện cung trượt làm hư hỏng nền đường và mặt đường, vết nứt dài 35 m, rộng 35 cm và sâu 20 cm. Đến 17 giờ cùng ngày, vết nứt tiếp tục lún sâu từ 20 cm lên 40 cm đến 8 giờ ngày 25 tháng 7 độ lún đã lên tới 60 cm và đến ngày 28 tháng 7 chiều sâu lún đã đạt 98 cm. Tình trạng này gây ra nguy cơ lớn về an toàn giao thông và làm giảm bề rộng lưu thông của đoạn đường này. Ngoài ra tại km 28.400 cách km 27.750 khoảng 650 m cũng xuất hiện nứt mặt đường dài 10 m rộng 0,5 cm. Tình trạng này đang được theo dõi chặt chẽ. Việc hư hỏng này không chỉ ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông mà còn đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và sinh hoạt của nhiều hộ dân. Tình trạng sạt trượt nghiêm trọng đã ảnh hưởng trực tiếp đến 8 hộ dân với 36 nhân khẩu tại xóm Ngòi, xã Suối Hoa, huyện Tân Lạc. Các hộ dân này đang sinh sống trong khu tái định cư gần khu vực bị ảnh hưởng. Bên dưới khu vực này, phần ta luy âm tiếp giáp với hồ đã xuất hiện nứt và lún sâu khoảng 0,5m so với nền đất ban đầu. Phía sau các hộ dân là đất đồi lớn có độ dốc cao đã xuất hiện nhiều vết nứt và lún với chiều dài khoảng 40m, rộng nhất khoảng 30cm và sâu 50cm. Nguy cơ sạt trượt có thể đẩy các hộ gia đình xuống sông là rất cao, đặc biệt khi mưa tiếp tục kéo dài. Trước tình hình nghiêm trọng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải thực hiện các biện pháp khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai. Cụ thể, Sở Giao thông Vận tải được yêu cầu giao chắn toàn bộ mặt đường, hướng dẫn người và phương tiện lưu thông về phía lề đường bên phải tuyến cử người trực gác để theo dõi tình hình lún sụt và báo cáo hàng ngày vào 8 giờ và 15 giờ, đồng thời khi có sụt đún gia tăng đột ngột. Thực hiện ra soát và xác định các kết cấu hạ tầng giao thông bị thiệt hại, tham mưu ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để triển khai các dự án phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời, Ủy ban nhân dân huyện Tân Lạc đã chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Suối Hoa thực hiện công tác tuyên truyền cho người dân về tình hình khẩn cấp và biện pháp phòng tránh, Ủy ban nhân dân xã cũng phối hợp với các cơ quan và đơn vị liên quan để đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường bị ảnh hưởng từ km 27 cộng 700 đến km 28 cộng 500. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đang tiếp tục triển khai các biện pháp khắc phục và sẽ báo cáo tình hình khắc phục khi công trình phòng chống hoàn tất. Ngày 5 tháng 8 Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã phát đi công điện yêu cầu mở cửa xả mặt thứ ba của Hồ Thủy Điện Thác Bà vào lúc 14 giờ đây là một biện pháp nhằm kiểm soát mực nước hồ trong bối cảnh thời tiết diễn biến phức tạp đồng thời ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái cũng đã phát hành công văn nhấn mạnh việc đảm bảo an toàn cho các khu vực hạ du khi hồ thác bà tiến hành xả lũ tuy nhiên quá trình xả lũ đã gây ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng tại nhiều địa phương trong tỉnh yên bái các xã vĩnh kiên yên bình hán đà đại minh và thị trấn yên bình đều bị ảnh hưởng nặng nề, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và tài sản của người dân. Sự cố xả lũ đã làm ngập 49 ngôi nhà và 30 xưởng gỗ, trong đó tại thị trấn Thác Ba, 10 nhà dân cùng với 5 xưởng gỗ, bao gồm xưởng bóc mộc, ván ép bị nước ngập, gây thiệt hại lớn cho các cơ sở sản xuất và kinh doanh của người dân. Xã Yên Bình ghi nhận 11 ngôi nhà và một xưởng sản xuất bị ảnh hưởng. Xã Hán Đà có một ngôi nhà bị ngập Xã Vĩnh Kiên bị thiệt hại nặng nề với 27 hộ dân và 24 xưởng gỗ bị nước làm hư hại. Thảm họa ngập lụt không chỉ ảnh hưởng đến đời sống của người dân, mà còn tác động nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Khoảng 47 hecta diện tích nông lâm nghiệp bị ngập úng, 400 con da cầm bị chết và 5 ao cá bị tràn nước. Bên cạnh đó, nhiều khu vực dọc theo sông chảy đã xảy ra sạt lở, làm tăng thêm mức độ nghiêm trọng của thiệt hại. Trước tình hình khẩn cấp, bà Đào Thị Thanh Hiền, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Yên Bình cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về việc xả lũ, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã ngay lập tức triển khai các biện pháp ứng cứu. Đến 18 giờ cùng ngày, gần 200 người đã được huy động để hỗ trợ di chuyển tài sản và người dân đến nơi an toàn, đảm bảo an ninh và bảo vệ tính mạng của cộng đồng. Huyện Yên Bình cũng đã chỉ đạo các xã và thị trấn phối hợp chặt chẽ với công ty cổ phần Thủy Điện Thác Bà để nắm bắt thông tin về thời gian và lưu lượng xả lũ, cũng như việc di chuyển người và tài sản trước khi điều tiết xả lũ. Điều này nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ sự an toàn cho người dân. Các cơ quan chức năng đang duy trì trực 24 trên 24 giờ và chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng phó với các tình huống khẩn cấp. Theo thông tin từ ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy Điện Thác Bà, vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 8, mực nước hồ Thác Bà đạt cao trình 57,49m. Công ty hiện đang duy trì xả lũ qua đập tràn với tổng lưu lượng về hạ du là 1.842m khối trên dây. Các hồ thủy điện bậc thang trên sông chảy cũng đang xả lũ với lưu lượng lớn, cụ thể là hồ thủy điện Phúc Long xả với lưu lượng 1.902m khối trên dây vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày. Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà thông báo rằng trong 24 giờ tiếp theo, tổng lưu lượng xả về Hạ Du sẽ tiếp tục duy trì ở mức 1.842 m khối trên dây và có thể tăng thêm nếu cần thiết theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để đảm bảo an toàn cho người dân, công ty kêu gọi các cấp chính quyền địa phương chủ động thông tin, cảnh báo đến các khu vực Hạ Du hai bên bờ sông chảy và các vùng ngập, đồng thời khuyến cáo người dân di chuyển đến nơi an toàn để tránh những rủi ro không đáng có. Sáng ngày 6 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã ra công điện yêu cầu Giám đốc nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ tư vào lúc 11 giờ cùng ngày nhằm hạ mực nước hồ về mức quy định. Đây là lần thứ hai trong vòng nửa tháng qua Hồ Thủy điện Hòa Bình phải mở bốn cửa xả đáy do các đợt mưa lớn liên tục trong tháng 7 và đầu tháng 8. Tính đến 7 giờ sáng ngày 6 tháng 8, mực nước thượng lưu Hồ Hòa Bình đạt cao trình 107,82 m với lưu lượng nước vào hồ là 9.241 m3 một giây và lưu lượng xả là 7.144 m3 một giây. Việc xả lũ nhằm đưa mực nước hồ về mức cao nhất trong thời kỳ lũ chính vụ, không vượt quá 101 m theo quy định. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước hạ lưu sông Hồng đang có xu hướng lên, đạt mức 8 m tại trạm Hà Nội, dưới mức báo động 1 là 1,5 m vào tối ngày 7 tháng 8, sau đó xuống chậm. Mực nước hạ lưu sông Lô tại Tuyên Quang đã đạt 21,21 m, gần mức báo động 1 và đang có xu hướng giảm. Tại Vũ Quang, mực nước hiện ở 15,10m, dưới báo động 1 là 3,2m. Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng đến Hồ Hòa Bình sẽ tiếp tục giảm, vẫn trên mức báo động 1 nhưng dưới mức báo động 2 và phụ thuộc vào quá trình điều tiết của Hồ Sơn La. Mực nước sông Lô tại trạm Tuyên Quang sẽ tiếp tục giảm, còn tại trạm Vũ Quang, mực nước sẽ lên trong sáng ngày 6 tháng 8 rồi giảm. Bà Trịnh Thu Phương, Phó trưởng phòng dự báo Thủy Văn, cảnh báo rằng lũ trên các sông có thể gây ngập lụt ở vùng trũng thấp, làm sói lở bờ sông ảnh hưởng đến giao thông thủy nuôi trồng thủy sản sản xuất nông nghiệp và các hoạt động kinh tế xã hội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã yêu cầu các tỉnh vùng hạ du thủy điện hòa bình thông báo kịp thời cho các cấp chính quyền người dân và các tổ chức hoạt động trên sông ven sông đồng thời ra soát và đảm bảo an toàn cho các công trình thi công hoạt động khai thác và các bến đò ngang đò dọc Hiện tại các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc đang mở tổng cộng 12 cửa xả lũ, Hòa Bình 4 cửa, Sơn La 3 cửa, Tuyên Quang 3 cửa và Thác Bà 2 cửa. Công tác điều tiết và xả lũ cần tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho người dân và các khu vực chịu ảnh hưởng. Ngày 6 tháng 8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu ông Phạm Văn Thiều đã chủ trì cuộc họp khẩn với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để thảo luận về tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại đoạn đê biển Đông, đoạn giáp danh giữa tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng thuộc địa bàn xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu. Tình hình sạt lở tại khu vực này đang diễn biến phức tạp với nguy cơ vỡ đê cao, đe dọa nghiêm trọng đến tài sản và tính mạng của người dân. Đoạn đê bị sạt lở có tổng chiều dài khoảng 100m, chia thành hai vị trí chính một đoạn dài 50m ở giáp danh xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng và một đoạn dài 50m từ cầu Chiên Túc 1 về phía đông. Các vị trí này đều có chiều rộng sạt lở từ 5m đến 10m và sâu khoảng 1,5m. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bạc Liêu, nguyên nhân chính dẫn đến sạt lở là do mất rừng phòng hộ ven biển, khiến sóng biển đánh trực tiếp vào mái và thân đê. Những ngày qua, tình trạng sạt lở gia tăng do chiều cường kết hợp với gió mạnh và sóng biển cao. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở nghiêm trọng và thậm chí là vỡ đê, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và sản xuất của người dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu, ông Trần Minh Hải đã đề xuất tỉnh và các sở ngành sớm triển khai các giải pháp khắc phục, bao gồm tái tạo rừng phòng hộ ven biển để bảo vệ đê và đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc công bố tình huống khẩn cấp tại khu vực sạt lở để có thể thi công công trình sửa chữa ngay lập tức cuối cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Thiều đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp và đồng ý với phương án xử lý sự cố sạt lở. Ông yêu cầu các địa phương giả soát các đoạn đê khác có nguy cơ sạt lở nhằm chủ động phòng chống thiên tai từ sớm và chuẩn bị các phương án khắc phục cụ thể. Đây không phải lần đầu tiên tỉnh Bạc Liêu gặp phải tình trạng sạt lở nghiêm trọng tại khu vực này. Vào đầu năm 2023, một sự cố tương tự đã xảy ra và ngay lập tức đã được công bố tình huống khẩn cấp để xử lý các cơ quan chức năng như sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu và ủy ban nhân dân thành phố bạc liêu hiện đang cắm biển cảnh báo và cử cán bộ theo dõi kiểm tra diễn biến sự cố để kịp thời có các biện pháp ứng phó